Xung đột ở Đông Âu vẫn ác liệt bất chấp mùa đông. Tổng thống Ukraine thông báo Nga đánh mạnh 4 đô thị miền Đông, muốn săn phẳng Bakhmut. Phái lấy khai khẳng định Ukraine mất một tiểu đoàn mỗi ngày ở Donbass và lính đánh thuê nước ngoài từ chối đi vào tử địa Bakhmut. Báo Anh hé lộ Mỹ đã bật đèn xanh cho Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mặt khác, Đức dự kiến gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không Skynet đầy sức mạnh. Tổng thống Putin tuyên bố, dù từng bị phản bội, Nga vẫn sẵn sàng thỏa thuận về Ukraine trong tương lai. Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ không thua thiệt do quy định giá trần ngu ngốc của phương Tây. Các tin tức khác, Serbia cảnh báo tình hình Kosovo tới mức nguy hiểm, có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột mới tại châu Âu. Thủ tướng Anh nói dự án tiêm kích TPAS giúp bảo vệ đất nước khỏi các hiểm họa mới. Đó là gì? Tại hội nghị thượng đỉnh ở Riyadh, Chủ tịch Trung Quốc thúc đẩy thanh toán dầu khí bằng nhân dân tệ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 9 tháng 12 cho biết tình hình ở mặt trận Donetsk vẫn vô cùng khó khăn và khốc liệt. Tuy vậy, thì quân đội của Kiev vẫn cản phá thành công bước tiến của quân Nga và khiến địch tổn thất nặng nề ở 4 đô thị chiến lược. Theo Reuters, trong video công bố tối 9 tháng 12, ông Zelensky cáo buộc lực lượng Nga đang cố gắng tàn phá, xóa sổ thành phố Bakhmut, hiện là tâm trấn của các bản giao tranh không khoan nhượng ở miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky phát biểu tình hình cực kỳ khó khăn ở các khu vực chiến lược thuộc Donetsk, bao gồm Bakhmut, Soledar, Mariinska, Kremina. Không còn chỗ nào chưa bị tên lửa và đạn pháo cày sới. Quân địch đang tàn phá kinh khủng tại thành phố Bakhmut. Ông Zelensky nói thêm, tôi cảm ơn những anh hùng của Ukraine, những người lính, những chỉ huy, ngày đêm bảo vệ các phòng tuyến, đẩy lùi quân Nga và khiến kẻ địch tổn thất nặng nề. Theo CNN, vào sáng ngày 9 tháng 12, một cố vấn cho Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych cho biết, quân Nga đang tiến công chưa từng thấy theo hướng Bakhmut. Đồng thời, tình hình xung quanh Soledar cũng tệ hơn đôi chút. Sau khi quân Nga áp sát một ngôi làng gần tuyến đường cao tốc huyết mạch, ông Arestovych nói. Ở tỉnh Luhansk, quan chức Ukraine cho biết, cả hai bên đều chủ động tấn công khiến khói lửa bùng lên dữ dội. Về phía Nga, gần đây Moscow và các lực lượng đồng minh khẳng định, quân đội của Kiev chịu tổn thất lớn, bị đánh bật ra khỏi nhiều thành trì quan trọng ở Donetsk và Luhansk. Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhất định sẽ hoàn tất mọi mục tiêu đề ra. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. TASS dẫn lời một quan chức phe ly khai ở miền đông Ukraine cho biết các chỉ huy của phía Kiev đã phải ra lệnh rút quân khỏi nhiều pháo đài thuộc Luhansk do số lượng binh sĩ thương vong quá lớn. Trao đổi với TASS hôm 9 tháng 12, ông Vitaly Kiselyov, quan chức cơ quan nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho biết quân Ukraine đang gánh chịu tổn thất lớn ở Svatov, Kremina, Lysychansk, Bakhmut và Soledar. Binh sĩ tử vong rất nhiều. Vì vậy, phía Kiev đang phải rút bớt lực lượng khỏi hai khu vực thuộc Luhansk để chi viện cho các nơi còn lại. Quan chức thân Nga cho biết, lực lượng vũ trang của họ và đồng minh Nga đã phá tan chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của Ukraine ở Luhansk, được gọi là chiến thuật cơn lốc Donbass. Theo ông Kiselyov, phía Ukraine đang chịu tổn thất tương đương một tiểu đoàn mỗi ngày ở xung quanh hai thành phố Bakhmut và Soledar. Trước đó, ông Andrei Marochko, phát ngôn viên cho lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, đã cho rằng lính đánh thuê nước ngoài từ chối đi vào tử địa Bakhmut vì một khi bước vào khu vực giao tranh này thì rất khó toàn mạng trở ra. Dù vậy, phe ly khai tố cáo Kiev dụ dỗ lừa lọc lính đánh thuê từ chiến đấu Bakhmut, TASS đưa tin. Hiện báo cáo nói trên chưa thể kiểm chứng. Ukraine khẳng định họ vẫn kiên quyết chống đỡ ở vùng Donbass. Trong khi đó, ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv, giới chức địa phương Ukraine cho biết là Nga đã tấn công tên lửa vào đêm 8 tháng 12, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Vụ tấn công xảy ra ở Kolyari, một khu định cư thuộc vùng ngoại ô phía nam thành phố Kharkiv. Cô Nadia Vlasenkova cho biết, sau một tiếng nổ rung chuyển, tôi thậm chí không kịp đóng cửa thì trần nhà và các bức tường đã sập xuống. Chúng tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy hai tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt. Tỉnh trưởng Kharkiv, ông Oleg Sinegubov cho biết là sau vụ oanh kích, một phụ nữ 40 tuổi ở khu vực Kolyari đã tử vong ở bệnh viện vì vết thương quá nặng. Hai phụ nữ khác 41 tuổi và 64 tuổi bị thương nghiêm trọng. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa ở hai tòa nhà bị cháy. Về phía Nga, họ xác nhận đã tấn công vào cơ sở quân sự và năng lượng ở Ukraine, nhưng khẳng định không tập kích vào mục tiêu dân sự.
Thưa quý vị, tờ The Times của Anh ngày 9 tháng 12 vừa có bài viết cho rằng chính phủ Mỹ đã âm thầm bật đèn xanh cho Ukraine tiến hành các vụ tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Lầu Năm Góc rõ ràng là đã thay đổi quan điểm, thể hiện là họ ít lo ngại hơn về nguy cơ xung đột leo thang khi lãnh thổ của Moscow bị tấn công, tờ Times viết. The Times cho biết các nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Mỹ hé lộ Washington không còn cấm Kiev tấn công vào các mục tiêu ở bán đảo Crimea hay trong lãnh thổ Nga. Theo tờ báo Anh, một quan chức Mỹ cấp cao nói rằng, chúng tôi không thể chỉ bảo Ukraine phải làm gì. Họ tự quyết định cách sử dụng các loại vũ khí có trong tay. Quan chức nói Washington chỉ yêu cầu Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế và các công ước Geneva khi sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ. Theo các nguồn tin nói với Times, hiện giờ Mỹ vẫn lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang nếu như Ukraine tập kích vào lãnh thổ Nga. Nhưng nỗi lo đã không còn sâu sắc như lúc vừa bùng nổ khói lửa. Ngoài ra, Washington thay đổi quan điểm do mức độ thiệt hại thảm khốc mà Ukraine phải gánh chịu. Báo Anh viết thêm. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng chia sẻ họ đang nghiêm túc cân nhắc đề xuất của Kiev về việc viện trợ vũ khí tầm xa hơn. Chúng tôi chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào, một quan chức Mỹ cấp cao nói với Time. Theo đài RT, vào đầu tuần này, Ukraine bị cáo buộc đã tập kích hai căn cứ không quân chứa máy bay ném bom chiến lược tầm xa ở các tỉnh Ryazan và Saratov của Nga. Vụ tấn công khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cho biết thêm là Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái thời Liên Xô. Phía Ukraine không công khai nhận trách nhiệm. Hôm 6 tháng 12, một ngày sau vụ oanh kích, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không khuyến khích, cũng không cung cấp cho Ukraine khả năng oanh kích vào lãnh thổ Nga. Đây có thể xem là động thái của Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng, tránh phản ứng ngoài dự đoán của Moscow. Nhưng ngày 8 tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố, dù Washington và Kiev nhất trí là quân đội Ukraine không dùng vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga, điều đó không áp dụng với Crimea. Đây là bán đảo Nga sắp nhập năm 2014, trong khi Kiev và phương Tây phản đối. Tổng thống Ukraine Zelensky vào cuối tháng 8 cho biết, quân đội đất nước ông luôn duy trì mục tiêu giành lại Crimea. Vào tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Mỹ việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev chính là dẫm lên lằn ranh đỏ mà Moscow đã vạch rõ, hậu quả có thể dẫn tới xung đột trực diện giữa Nga và NATO. Đối với tiết lộ mới đây của tờ The Times, phía Mỹ, Ukraine hay Nga đều chưa đưa ra phản ứng. Thưa quý vị, Berlin dự kiến gửi cho Kiev thêm 2 hệ thống phòng không di động Skynet uy lực. Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn tin của báo chí Đức cho biết hôm 9 tháng 12. Tờ báo Handelsblatt cho hay chính phủ Đức sẽ mua 2 hệ thống phòng không Skynet với giá gần 194 triệu euro từ nhà sản xuất Đức Rheinmetall để cung cấp cho Ukraine. Hãng Rheinmetall cũng đã xác nhận việc cung cấp khí tài nói trên cho một khách hàng nước ngoài, dù không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào. Rheinmetall thông báo sẽ giao vũ khí vào đầu năm 2024. Họ khẳng định 2 hệ thống Skynet giúp tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng thủ trước các hiểm họa trên không. Nhà sản xuất cho biết hệ thống phòng không di động Skynet có thể đối phó với tiêm kích, tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái chiến thuật với kích cỡ từ nhỏ đến lớn. Skynet phù hợp để bảo vệ cả mục tiêu quân sự quan trọng lẫn cơ sở hạ tầng dân sự. Theo Anadolu, đến nay Berlin đã cam kết viện trợ Ukraine 2 tỷ euro vũ khí và thiết bị quân sự. Các khí tài này mua từ nhiều công ty quốc phòng Đức. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 12 cho biết là Moscow mong muốn đạt được các thỏa thuận về vấn đề Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, Điện Kremlin sẽ phải thận trọng sau khi bị phản bội trong những hiệp ước Minsk. Reuters cho hay Tổng thống Nga ngày 9 tháng 12 chỉ trích, hóa ra không có đối tác nào của Nga muốn làm tròn trách nhiệm của họ ở các thỏa thuận Minsk. Ông Putin cho rằng Đức và Pháp đã phản bội Nga và giờ đây không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đức và Pháp là 2 nước làm trung gian cho thỏa thuận ký ở thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2014 và 2015 với cam kết ngừng bắn giữa Ukraine với phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Zeit của Đức, phát hành ngày 7 tháng 12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu ý kiến các hiệp ước Minsk chính là nỗ lực kéo dài thời gian cho Ukraine, giúp Kiev chuẩn bị hệ thống phòng thủ. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 12 ở Kyrgyzstan, Tổng thống Putin bày tỏ thất vọng với những bình luận của bà Merkel. Thành thật mà nói, tôi không ngờ sẽ nghe thấy lời nói như vậy từ cựu Thủ tướng Đức, vì tôi luôn kỳ vọng giới lãnh đạo Đức đối xử chân thành với chúng tôi. Dĩ nhiên, có thể thấy họ đã đứng về phía Ukraine và ủng hộ Ukraine. Mọi thứ mà phương Tây nói chỉ chứng minh rằng Nga đã làm đúng khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì sao? Bởi vì hóa ra không ai muốn tuân thủ các hiệp ước Minsk. Mục đích của phương Tây chỉ là bơm vũ khí vào Ukraine và giúp Ukraine sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi nhận ra Nga đã tập trung một cách muộn màng, thật sự là như vậy. Vì vậy, mọi người sẽ đặt câu hỏi làm sao chúng ta có thể thỏa thuận.
liệu chúng ta có thể thỏa thuận hay không? Dù sao đi nữa, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đưa ra các đồng thuận. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng, Nga luôn sẵn sàng cho đàm phán. Chúng tôi luôn cởi mở về việc đó. Mặt khác thì ông Putin thừa nhận có nhiều vấn đề trong quá trình cung cấp vũ khí và quân phục cho hàng trăm nghìn binh sĩ được Moscow động viên để tham gia chiến đấu ở Ukraine trong vài tháng qua. Tổng thống Putin khẳng định việc cung cấp vật dụng cần thiết cho 300.000 tân binh ở Ukraine đã có nhiều tiến triển tích cực vào tháng 9 và tháng 10. Nhà lãnh đạo Kremlin cho hay, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo với ông rằng tình trạng thiếu hụt trang thiết bị cho binh sĩ hiện đã giảm xuống đáng kể. Ông Putin tái khẳng định Nga không cần ban hành thêm lệnh động viên mới. Trong một vấn đề đáng chú ý khác, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-12 khẳng định Nga có thể giảm sản lượng dầu mỏ và giảm giao dịch với bất kỳ nước nào áp giá trần của phương Tây đối với dầu mỏ Nga. Các nước G7, EU và Úc hồi tuần trước thống nhất áp giá trần 60 đô la mỗi thùng đối với dầu thô Nga xuất khẩu qua đường biển. Tổng thống Putin khẳng định về phản ứng của Nga, tôi đã nói là chúng tôi đơn giản là không bán dầu tới những quốc gia áp đặt giá trần. Chúng tôi thậm chí sẽ cân nhắc về khả năng giảm sản lượng dầu nếu cần thiết. Ông Putin nói thêm, Nga đã có thỏa thuận với các nước OPEC cộng về vấn đề sản lượng, nên việc đột ngột giảm sản xuất dầu hiện chỉ là một khả năng đang được cân nhắc. Chúng tôi đang suy nghĩ và chưa có quyết định. Các bước đi vững chắc sẽ được vạch ra trong nghị định của Tổng thống Nga công bố trong vài ngày tới. Ông Putin chia sẻ với báo chí ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow sẽ không chịu thua thiệt từ biện pháp giá trần của phương Tây và nguồn tài chính của Điện Kremlin sẽ có thể chống đỡ hiệu quả trước mọi tình huống. Ông Putin cho rằng hành động của phương Tây thật là ngu xuẩn. Ông dự đoán giá năng lượng sẽ tăng chóng mặt ở các nước thực hiện áp giá trần. Thưa quý vị, vừa qua Nga và Mỹ đã tiến hành vụ trao đổi tù nhân đáng chú ý. Theo đó, ngôi sao bóng rổ nữ Britney Griner được Nga trao trả về Mỹ để đổi lấy sự tự do cho tay buôn vũ khí Victor Borge. Quyết định này có nghĩa là ông Paul Quillen, một tù nhân người Mỹ khác, vẫn phải tiếp tục ngồi sau song sắt ở Nga. Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi gia đình của Quillen chia sẻ là họ sợ ông không kịp trở về nhà để đoàn tụ với bố mẹ già một lần cuối cùng. Em trai của Paul Quillen, một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ ngày 9 tháng 12 nói với Reuters, gia đình lo ngại Paul sẽ không có cơ hội gặp lại bố mẹ già đều đã ngoài 80 tuổi. Người em David Quillen cho biết, mỗi ngày trôi qua, nỗi lo sợ của gia đình chúng tôi càng lớn hơn. Có lẽ bố mẹ sẽ không thể chờ gặp mặt anh ấy lần cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quá trình đàm phán với Nga để trao đổi tù nhân và đưa ngôi sao bóng rổ Britney Griner về nước đã diễn ra mệt mỏi và đau đớn. Hãng tin nhà nước Nga Interfax ngày 8 tháng 12 dẫn lời luật sư của Paul Quillen cho biết các nỗ lực để đòi tự do cho cựu quân nhân Mỹ vẫn đang tiếp tục. Gia đình của Quillen cho rằng chính phủ của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã có những bước đi sai lầm khiến cựu lính Mỹ vẫn bị giam giữ tại Nga. Vừa qua, Tổng thống Biden nhấn mạnh chính phủ Mỹ không bao giờ từ bỏ nỗ lực đưa Quillen trở về nhà. Ông Paul Quillen, 52 tuổi, bị kết tội gián điệp vào năm 2020 sau một phiên xử kín. Dù phủ nhận mọi cáo trạng, ông đang phải thụ lý án 16 năm tại một trại giam được canh phòng tối đa ở Nga. Chuyển sang các tin tức khác, theo đài RT, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic ngày 9 tháng 12 cảnh báo tình hình ở Kosovo đang đứng trước bờ vực xung đột quân sự. Thủ tướng Serbia cho biết là họ đang tìm cách để đưa lực lượng an ninh trở lại Kosovo sau khi Belgrade tuyên bố rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Theo đài RT, Thủ tướng Serbia khẳng định Serbia có quyền triển khai tới 1.000 nhân viên an ninh tới Kosovo theo các điều khoản trong nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi vì lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo đã không làm tròn nghĩa vụ và người dân tộc Czech ở Kosovo không cảm thấy an toàn, Thủ tướng Brnabic nhấn mạnh. Thủ tướng đề cập đến hàng loạt sự cố trong tuần qua, bao gồm việc lực lượng của NATO và cảnh sát Kosovo đột kích vào một trường mẫu giáo ở thị trấn Leposavić. Brnabic còn cho rằng chính quyền Kosovo đang vi phạm các thỏa thuận Kumanovo và Bruxelles, tức hiệp định đình chiến năm 1999 và thỏa thuận Bruxelles năm 2013 về bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo. Thêm vào đó, ông Petar Petković, ủy viên chính phủ Serbia tại Kosovo, ngày 8 tháng 12 cho biết là bên cạnh cuộc đột kích vào trường mẫu giáo, chính quyền ở Kosovo đã phá hủy toàn bộ kho chứa tại nhà máy rượu của một gia đình người Serb ở Bilica Hoka, cũng như đã thực sự chiếm toàn bộ thành phố Kosovska Mitrovica với hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm được vũ trang hạng nặng. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Belgrade Alexander Bosan Kachenko đã cảnh báo rằng chính quyền Kosovo do người sắc tộc Albani lãnh đạo đang nhắm vào người Serb với sự hỗ trợ của phương Tây. Đại sứ Nga nói rằng hành động của Kosovo giống như một chiến dịch đe dọa và áp bức người Serb với sự dung túng và thậm chí là hỗ trợ từ phương Tây.
hiện NATO chưa đưa ra bình luận mới trước các cáo buộc của Serbia và Nga. Được biết, lực lượng của NATO giữ quyền kiểm soát Kosovo vào năm 1999 sau khi oanh tạc Serbia trong 78 ngày. Năm 2009, chính phủ lâm thời Kosovo theo sắc tộc Albania đã tuyên bố độc lập dù phía Serbia từ chối công nhận điều này. Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo leo thang từ ngày 31 tháng 7 khi chính quyền Kosovo yêu cầu người Serb phải chuyển sang sử dụng biển số xe do Pristina cấp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khoảng 50.000 người Serb sống ở phía bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp, dù Kosovo đã tuyên bố độc lập 14 năm trước. Đến nay các vấn đề vẫn chưa được giải quyết, khiến căng thẳng khó lắng dịu. Chúng tôi không thể sống như thế này, một người dân ở Kosovo chia sẻ với Reuters hôm 9 tháng 12, giữa lúc căng thẳng không ngừng leo thang ở khu vực. Người dân đều hy vọng là tình hình sẽ lắng dịu trở lại. Phóng viên Reuters đã khảo sát ý kiến người dân tại Mitrovica, một thành phố có nhiều chia rẽ sắc tộc ở Kosovo. Một người tên là Gafur Begu cho biết, chúng tôi không thể cứ sống trong lo sợ như thế này. Theo Reuters, một nhóm cảnh sát đã bị tấn công vào ngày 8 tháng 12 trong lúc đi tuần tra ở phía bắc Kosovo, khiến một người bị thương. Đây là nhóm nhân viên an ninh mới ở khu vực, tới thay thế cho hàng trăm nhân viên cảnh sát dân tộc Serb đã nghỉ việc vào tháng trước giữa căng thẳng với quy định biển số xe. Chính quyền Kosovo thông báo sẽ gửi thêm nhân viên cảnh sát tới miền Bắc trong ngày 8 tháng 12. Reuters bình luận động thái này có thể châm ngòi cho căng thẳng giữa Belgrad và Pristina, do người Serb chiếm đa số phía bắc vùng lãnh thổ Kosovo và luôn xem khu vực nơi họ sống là một phần lãnh thổ của Serbia. Reuters cho biết cảnh sát của Liên minh châu Âu và lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đã được nhìn thấy di chuyển trên một cây cầu ngăn cách phần phía bắc và phía nam thị trấn Mitrovica. Tại thị trấn này, người Serb sống khu bắc, còn người dân tộc Albania sống ở phía nam dòng sông Ibar. Đô thị Mitrovica luôn là tâm điểm trong mâu thuẫn kéo dài giữa Belgrad và Pristina. NATO duy trì khoảng 3.700 binh sĩ hiện diện ở Kosovo để đảm bảo nền hòa bình mong manh. Cảnh sát đặc biệt của Liên minh châu Âu vẫn duy trì khoảng 200 nhân sự ở khu vực từ năm 2018. Ước tính có khoảng 50.000 người Serb sống ở phía bắc Kosovo gần ranh giới với Serbia. Họ được Belgrad hậu thuẫn và không công nhận tuyên bố độc lập của Kosovo. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 9 tháng 12 cho biết một thỏa thuận mới với Nhật Bản và Ý về phát triển tiêm kích sẽ giúp đảm bảo an toàn cho Vương quốc Anh khỏi những hiểm họa mới. Đồng thời, dự án cũng tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người dân Anh. Anh, Nhật và Ý đã công bố dự án hợp tác chấn động giữa hai châu lục để phát triển tiêm kích thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn với các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Reuters vào tháng 7 đã tiết lộ cái bắt tay hợp tác giữa ba cường quốc quân sự. Các nước đặt mục tiêu đưa loại tiêm kích tiên tiến mới có tên là Tempest triển khai trước năm 2035. Dự án được Anh, Nhật, Ý công bố vào hôm 9 tháng 12 có tên chính thức là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu. Khi đến thăm một căn cứ không quân ở miền đông nước Anh, Thủ tướng Sunak cho biết, chúng ta là một trong số ít quốc gia trên thế giới có đủ khả năng về công nghệ để phát triển tiêm kích chiến đấu hiện đại. Ông Sunak nói thêm, thỏa thuận sẽ giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của Vương quốc Anh trên trường quốc tế. Trong bài phát biểu ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Sunak không chia sẻ cụ thể về những hiểm họa mới đối với London. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thỏa thuận phát triển tiêm kích Tempest sẽ giúp Anh quốc đóng góp vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nơi vốn là động lực chính của kinh tế toàn cầu. Còn đối với phía Tokyo, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt và Trung Quốc thúc đẩy hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản và đảo Đài Loan, thì dự án tiêm kích mới sẽ có thể giúp đất nước mặt trời mọc xây dựng tư thế phòng thủ và răn đe mạnh mẽ hơn. Theo Reuters, ba nhà lãnh đạo Anh, Nhật, Ý đã đưa ra tuyên bố chung về dự án Tempest rằng chúng tôi cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do, cởi mở và dựa trên luật lệ. Điều quan trọng hơn bao giờ hết và thời điểm các nguyên tắc này bị thách thức và các mối đe dọa cũng như sự gây hấn đang gia tăng. Trong một tuyên bố khác, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói, đất nước của ông cần phải đi đầu trong công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, thỏa thuận với Nhật Ý cũng sẽ mang lại nhiều việc làm mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo vùng vịnh vào hôm 9 tháng 12 rằng Trung Quốc mong muốn thúc đẩy thanh toán bằng nhân dân tệ trong thương mại dầu khí. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đáng chú ý ở Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ hai cuộc họp thượng đỉnh quan trọng do Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì. Cụ thể, theo Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày 9 tháng 12, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu lượng lớn, dầu thô và mở rộng hợp tác các năng lượng khác như khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tận dụng triệt để sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt quốc gia Thượng Hải để thực hiện thanh toán bằng nhân dân tệ trong thương mại dầu khí. Reuters cho hay Bắc Kinh đã vận động hành lang để sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại dầu khí thay vì đô la Mỹ.
Một nguồn tin từ Ả Rập Xê Út tiết lộ với Reuters trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng US có thể bán một lượng nhỏ dầu mỏ bằng nhân dân tệ cho Trung Quốc, nhưng hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, khi được hỏi liệu Riyadh có đồng ý với đề xuất của Chủ tịch Tập Cận Bình hay không, Ngoại trưởng Ả Rập Sharif Faisal bin Farhan bày tỏ ông không có gì để nói thêm. Ả Rập Xê Út được coi là nước dẫn dắt OPEC và có tiếng nói trong các kế hoạch liên quan đến sản lượng khai thác dầu của khối. Bất kỳ động thái nào của Ả Rập Xê Út nhằm loại bỏ đồng đô la trong giao dịch dầu mỏ đều sẽ là động thái chính trị gây chấn động. Nhưng hiện nay, Mỹ ngày càng lo ngại về hành động khó lường của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ảnh hưởng tại vùng vịnh. Các mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và các nước vùng vịnh đã được thể hiện rõ trong chuyến công du vừa qua của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã được chào đón long trọng hôm 9 tháng 12 ở Riyadh. Theo Reuters, tại thượng đỉnh Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới và cường quốc kinh tế Trung Quốc đã gửi đi những thông điệp mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Trong bối cảnh mối quan hệ lâu đời giữa Riyadh và Washington bị thử thách cam go bởi hàng loạt vấn đề như nhân quyền, chính sách năng lượng và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Riyadh là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc và hai nước đã tái khẳng định trong một tuyên bố chung về tầm quan trọng của sự ổn định thị trường toàn cầu và hợp tác năng lượng, đồng thời nỗ lực thúc đẩy thương mại phi dầu mỏ và tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự. Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông sẽ báo hiệu một kỷ nguyên mới trong các mối quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập. Được biết, sau khi ký loạt thỏa thuận với Ả Rập Xê Út, Chủ tịch Trung Quốc đã cùng các nhà lãnh đạo Trung Đông tham gia hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và phát triển vùng vịnh Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và phát triển Ả Rập Trung Quốc. Thưa quý vị, chính trường Mỹ lại trải qua một phen sóng gió mới sau khi Thượng nghị sĩ Kirsten Sinema ngày 9 tháng 12 thông báo rời khỏi Đảng Dân Chủ và hoạt động với tư cách Thượng nghị sĩ độc lập đại diện cho bang Arizona. Bà Sinema đưa ra quyết định ngay khi Đảng Dân Chủ vừa có được 51 ghế ở Thượng viện, nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Chỉ vài ngày sau khi Đảng Dân Chủ giành thắng lợi ở bang Georgia và giữ thế đa số 51 ghế tại Thượng viện, một tin tức gây sốc nổ ra. Bà Sinema, thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona, hôm 29 tháng 12, viết trên tờ báo địa phương Arizona Central rằng: "Tôi đã tham gia cùng với nhiều người dân Arizona từ chối chính trị đảng phái. Vì vậy, tôi tuyên bố độc lập khỏi hệ thống lưỡng đảng đã không còn tốt đẹp ở Washington. Tôi vừa đăng ký tư cách là đại diện độc lập của bang Arizona." Bà Sinema trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ Politico đăng ngày 9 tháng 12 cho biết sẽ không có quan điểm nghiêng về phía Cộng hòa ở Thượng viện. Ngày 6 tháng 12, sau chiến thắng của Thượng nghị sĩ Raphael Warnock trong bỏ phiếu vòng 2 tại bang Georgia, Đảng Dân Chủ đã giữ được quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ với 51 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa giữ 49 ghế còn lại. Tuy nhiên, sau khi bà Sinema thông báo sẽ trở thành Thượng nghị sĩ độc lập, số ghế tại Thượng viện Mỹ của Đảng Dân Chủ giảm xuống 50 và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ bỏ phiếu quyết định cho đảng này trong trường hợp số phiếu bằng nhau 50-50. Tại Thượng viện, hai nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont và August King của bang Maine từ lâu đã đăng ký là đại diện độc lập, nhưng vẫn thường thể hiện quan điểm ủng hộ đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Sinema cho biết, sự thay đổi quan điểm của bà đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cử tri ở bang quê nhà Arizona tuyên bố quan điểm độc lập, từ chối ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 9 tháng 12 lần đầu phá vỡ sự im lặng kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử hôm 30 tháng 10. Phát biểu trước đám đông kêu gọi tiến hành đảo chính quân sự để ngăn cản Tổng thống đắc cử Lula da Silva nhậm chức, ông Bolsonaro cho biết, mọi người ở đây sẽ quyết định tương lai của tôi và quyết định con đường của các lực lượng vũ trang. Ông Bolsonaro đã phá vỡ sự im lặng sau 40 ngày bằng những bình luận mơ hồ như trên, Reuters nhận xét. Dù vậy, ông không tán thành lời kêu gọi can thiệp quân sự trong quá trình chuyển giao quyền lực. Ông cho biết các lực lượng vũ trang sẽ tôn trọng hiến pháp của Brazil. Đến nay, ông Bolsonaro vẫn không công nhận chiến thắng của đối thủ Lula. Theo Reuters, sự im lặng đã khiến những người ủng hộ ông Bolsonaro tiếp tục làn sóng biểu tình ở bên ngoài các căn cứ quân sự. Chiến thắng của ông Lula trước đương kim lãnh đạo Bolsonaro sẽ được cơ quan bầu cử quốc gia Brazil chứng thực vào thứ Hai ngày 12 tháng 12. Tình hình an ninh ở Brazil có thể sẽ chứng kiến căng thẳng tiếp diễn cho đến lúc đó. Hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào hôm 10 tháng 12, yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức.
làn sóng biểu tình được dẫn dắt bởi Đảng Quốc gia Bangladesh BNP, đảng đối lập chính ở đất nước Nam Á. Reuters trích dẫn truyền thông địa phương cho biết, những người biểu tình chủ yếu là người ủng hộ đảng đối lập BNP đã đổ lỗi cho Thủ tướng Hasina trong vấn đề giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao. Họ yêu cầu bà Hasina từ chức, mở đường cho các cuộc bầu cử mới dưới sự điều hành của chính phủ lâm thời. Tổng tuyển cử vốn không diễn ra cho đến cuối năm 2023. Trước đó, một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các nhà hoạt động của đảng BNP đã nổ ra hôm 7 tháng 12, khiến một người đàn ông thiệt mạng và một số người khác bị thương. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, cảnh sát đã có biện pháp mạnh để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô Dhaka. Theo Reuters, vùng ven biển phía Nam Ấn Độ đã ghi nhận thiệt hại nặng nề vào ngày 10 tháng 12 sau khi bão Mandu đổ bộ làm bật gốc hàng trăm cây cối. Ngoài ra, các khu dân cư bị ngập nặng, nhiều tài sản bị hư hỏng. Trước đó, Cục Khí tượng Ấn Độ hôm 9 tháng 12 dự báo bão Mandu suy yếu khi đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão, mưa to gió lớn đã càn quét từ rạng sáng 10 tháng 12 ở khu vực ven biển phía Nam bang Tamil Nadu và vùng Puducherry. Dự báo mưa lớn kéo dài đến hết ngày 10 tháng 12 hoặc lâu hơn. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.